Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa full 40. Đây là loa full đơn 40 JBL 75 các bác nhé. Cấu hình em dựng ở đây là em sử dụng một bát 40 từ 190 côn 76 và một củ chép kèn 750. Nói chung là cái dòng loa JBL 75 thì không lạ lẫm gì với các bác rồi. Nay nhà em lên nhà em dựng cho các bác một đôi này. Giá rất là hợp lý các bác nhé. Chỉ với 6,8 triệu một đôi này, các bác chơi ngon luôn. Với một đôi dựng lên như này, các bác có về chơi sân vườn, chơi karaoke sân vườn này, các bác chơi không gian rộng lớn, karaoke gia đình, hoặc bác nào đi sự kiện mà sử dụng cái mẫu này thì cũng ok luôn. Đấy, form thùng 75, thùng của nó thùng sơn sần chống nước các bác nhé. Thùng 75 bên em thì hiện tại là cái thanh thông hơi nữa, là hai cái thanh thông hơi ở phần mặt trước như thế này. Và bên trong thùng toàn bộ lót bông mút trứng. Bên trong là sử dụng phân tần F1518, 2 cuộn đồng, 2 bóng đèn chống cháy tép, 3 chở nhôm và 3 tụ lọc. Các bác nhớ phân tần này tải rất là tốt, đánh cho full đơn 40 rất là bền luôn. Ở đây họng kèn, họng phễu được sự sử dụng họng phễu 23x23 vuông. Ở đây là có củ chép, sử dụng củ chép 750 lắp nhôm. Con này từ 100, con chép này từ 170 côn 75 các bác nhá. Con này côn dây dẹt. Và sử dụng củ bát, của BIF. Có model là Z-Watt 15 157526, con bát này từ 190. Xương nhôm đúc và xương của nó rất là hầm hố các bác. Con củ bát này của nó côn 76, con này nhện màu vàng. Bát gân vải, tẩm dầu 2 gân, màng cả mũ toàn bộ màng chống nước các bác nhé. Đó mà nội thất bát chép phân tần em sử dụng là toàn bộ là hàng cao cấp ấy. Chỉ có với 6,8 triệu một đôi thôi, các bác chơi ngon lành luôn như thế này. Và em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe nhé. Tận hưởng cuộc sống đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi cùng VP Bank. Chỉ với vài thao tác đơn giản, dễ dàng mở tài khoản thanh toán với... Như em xin dừng video. Các bác mua cái mẫu full đơn 40 này thì điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Mua hàng các bác có thể kết bạn qua Zalo. Nên các bác nhìn thấy ông nội thất bát chép về quá là ok luôn. Hôm nay hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.